Tái nhiễm chủng Omicron gia tăng nguy cơ mắc COVID-19 kéo dài. Biến thể BA.5 đang lan rộng và chiếm đa số các ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới, bao gồm cả ở New Zealand và Australia. Trong bối cảnh này, tình trạng tái nhiễm COVID-19 ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng có thêm nhiều người mắc COVID-19 kéo dài. Hai khía cạnh đáng quan tâm nhất của việc mắc bệnh kéo dài là tỷ lệ lâu khỏi cao lên đến 30% và mối liên hệ giữa việc tái nhiễm và nguy cơ cao dẫn đến các triệu chứng và bệnh tình nguy hiểm về sau. Bất chấp những nguy cơ này, thế giới đang ngày càng tỏ ra thoải mái đối với đại dịch. Nhiều người thậm chí không còn thực hiện những biện pháp phòng ngừa cá nhân cơ bản như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và lựa chọn cẩn thận xem có nên tham dự các sự kiện đông người hay không. Hậu quả của điều này là sự gia tăng cả số ca hàng ngày và gánh nặng tiềm ẩn mắc COVID-19 kéo dài. Có lẽ sự quan trọng nhất, sự tái nhiễm hiện có thể trở thành một đặc điểm của đại dịch lần này trong ít nhất 12 đến 36 tháng tới, làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 kéo dài với mỗi lần tái nhiễm. Một số nghiên cứu lớn ở Đan Mạch, Anh và Mỹ cho thấy là 20-30% những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đã có ít nhất một triệu chứng cấp tính, thậm chí là kéo dài đến 12 tháng sau khi nhiễm bệnh. Các triệu chứng khác bao gồm mất khứu giác và vị giác, mệt mỏi, khó thở, chân tay thì bủn rủn, khó tập trung, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ và kiệt sức về tinh thần hoặc thể chất. Ở Anh, phụ nữ và người lớn tuổi có tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng dai dẳng cao hơn các nhóm còn lại. Ở Mỹ thì những người trẻ tuổi từng mắc COVID-19 thậm chí còn có nguy cơ cao hơn những người trên 65, thông thường về rối loạn nhịp tim và đau cơ xương. Tuy nhiên thì những người lớn tuổi từng mắc bệnh lại có nguy cơ mắc một số bệnh nhất định cao hơn như suy thận, rối loạn đông máu, bệnh mạch máu não đột quỵ, bệnh tiểu đường loại 2, rối loạn cơ và một loạt các bệnh lý thần kinh và tâm lý. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.